coi, mắt máy chạy trội vậy không? Một đại ca này mất dạy quá. Sao không con? Hả? Ừ, hèn chi cứ đập cửa đòi vô đây hoài. Ôi con đại ca nó thấy con ngầu á, con ngầu cứ bị ngầu với nhọn cựa cự lại hoài, nó canh không có tôi nó quýnh con nhọn nha, dí con nhọn sát vô tủ luôn. Cho nên từ đây về sau, con nòi dẻ mà nó bước vô đây nó quýnh con đại ca là tôi không can. Mà con nòi dẻ thích chơi với nhọn, có thể nó thấy con đại ca láo với nhọn là quýnh đại ca đó. Không cho nòi dẻ vô là nó thấy đại ca cứ được quýnh đại ca hoài. Mà tại sao đứa khác nó không quýnh? Thì con đại ca hiếp nhọn, mà nó ghê lắm, trước mặt mình rồi nó không có làm gì con nhọn đâu. Hồi nãy tôi đứng, tôi ngồi trong này nè, tôi ngồi đây nè, nó không thấy tôi. Rồi nó nhào con nhọn chạy vòng vòng, nó dí nhọn sắt cửa kiến nó quýnh. Nó nhìn thấy tôi một cái nó giọt ra ngoài sân, chạy lẹ lắm. Rồi tao túm cổ lại, tao cho ăn dài cái gì bạc tay. Con này nhìn cái gì? Con đại ca nó binh mẹ nghe, nhưng mà binh không có lỗ. Con quạo con miêu lỗ cho đại ca nó rất là khôn. Nói ra con dẻ nó cũng hiểu chuyện, trừ gian diệt bạo đó. Nó gặp con nhỏ nó không hề quýnh mà toàn quýnh đại ca. Còn gặp con quạo con mèo nó kênh, mà cái đứa nó gược là đại ca. Tính ra mày cũng được con dẻ khế giòi thôi khỏi nói. Trong tay của mày, hàng chi cứ đập cửa đòi đây hoài, sao có biến hiếp hoài vậy trời? Sao kỳ vậy nhọn? Hồi kiếp trước mày là cái gì mà mày cứ bị quýnh hoài vậy? Con quỷ này thấy con nhọn vô cạnh anh, coi mày làm cái gì, coi mày làm cái gì. Rồi gọi gớt luôn này. Bà con biết sao gài ít ra video khế idol không? Một cái kênh khế thúi là đủ đuối, thì vừa sản xuất video dài vừa video ngắn, khế idol nữa, cái giọng bất ổn, không có khỏe như hồi đó. Mày vô làm gì ngầu? Lúc đầu là con này nó canh tị chằng gây, nó quýnh người ta rất là bạo. Rồi con này nó lớn từ từ, nó hiểu chuyện á, nó phải trả thù, nó gặp nó cứ khịa hoài. Nhưng mà nó quên là con ngầu đông con, hầu như con của ngầu đều cà khịa con nhọn chữ vui ra thôi. Con đại ca nó quá trời, nó quýnh con nhọn cũng bạo lắm, mà nó không lỗi mình thấy, tại nó nịnh mình mà. Tính con ngầu con nó nghe lời nó không có trời. Con đại ca mới bị ăn đòn xong rồi coi sao nha. Mày quá trời nịnh thần nè, con nịnh thần vừa mới ăn đòn xong. Ủa đâu rồi? Nha, mày đừng có tưởng mày khôn hơn người ta, nghe chưa? Đừng có canh canh mà đánh lén con nhọn nha. Tao mà thấy người ta bắt mày, tao bỏ vô tù, tao bỏ mày ở chung với con dẻ. Tao biết cái cảnh thứ gian xảo mà con dẻ nhìn thấy con quạo nó chửi không ngưng nha. Con đại ca là nó gượt nó quýnh, là nó biết đại ca sợ nó. Còn con quạo hai đứa hả, chụm cái đầu lại mà hên cái cửa kiến trắng ngang rồi. Hai con gặp nhau không biết có chuyện gì xảy ra không. Còn con vui, nó nhìn thấy con vui nó cũng chửi mà nó còn sợ sợ vui chụp đỉnh. Còn con mèo nó ghét luôn nha. Hầu như con của con ngầu con dẻ đều ghét, trừ con vui là con dẻ nó sợ thôi. Chứ con dẻ nó ghét con quỷ này lắm nha, quạo nè. Chạy cái gì thế mày, mày khùng hả? Mày làm gì vậy? Mày có điên không? Muốn thử đồ hay gì đó. Sáng sớm thì trời ơi trời, coi kìa coi kìa, thức yêu nghiệt. Đây đi ra sân nè, con dòi khùng. Càng ngày tôi càng nể con dòi. Mở cửa cho ba con chó ra là chỉ ra song song với ba con chó, không có sợ con chó chen chút. Mà ánh mắt chỉ liếc nha, mày mà chen tao cái mày tới công chuyện liền. Nó giả là giả thẳng tay. Còn khế ra là sợ chó, càng ngày càng sợ. Ra đi khế. Nó núp vô tôi hoài, nó sợ chó lắm. Đó, nó còn chị ba đó, đó à, mày hiền quá mà. Mày hiền quá làm chi? Mừng không à? Ờ à. Mới đầu nghĩ chỉ có còn hai lé lùn nhất trong bài. Hình như cái tụi này cái ganh lùn giống bưởi hết rồi. Út chó cũng lùn luôn. Hồi nhỏ thấy cao mà cũng roi roi à. Không có cao hơn, không có vượt trội hai đứa này. Mày nghiệp thế quá. Muốn ra sân rồi phải canh tôi ra mới ra chung với tôi. Chỉ có dòi mà anh hùng bước ra thôi. Cao quá trời cao à. Thì lớn lên nó đầm tánh hơn. Cái con quỷ chị ba này á, ví dụ mình hù mình cho ăn đòn mấy con này nó sợ, còn con chị ba nó không sợ nha. Tại nó thân với người quá đó, nó chấp nhận ăn đòn đó, là một mình đại ca còn giải quyết được hết thấy không. Nhưng mà khế giải quyết không được, khế giải quyết không được.
thể cái kênh Khế Idol này á, tôi sẽ quay về Khế, tôi có hai kênh, kênh chính là Khế Thúi, kênh phụ là Khế Idol. Khế Idol chắc quay về đi phượt hay là vlog ở nhà hay đi chơi này nọ. Còn Khế Thúi mà cũng dính vô đó, đi phượt đi chơi cũng có dáng vẻ đi. Bây giờ nó hơi khó phân á. Mà đa số tập trung bên Khế Thúi hết. Ngày nào rồi có hơi lại đi rồi làm video bình thường. Giọng vẫn chưa có ổn. Thằng chó đó mới bị ăn đòn sáng sớm xong, không cam tâm. Ăn đòn xong rồi quạo không có ra kiếm chuyện với chó. Bị đánh mà vẫn nịnh nha. Đầu dây mới nhỏ là con quỷ này nè. Mày không chặn dây là con của mày nó đâu có ghét người ta. Hả mày? Thôi đừng có nịnh, sáng mới ăn đòn xong bớt nịnh lại đi. Không lên. Hôm nào mà cái giọng khỏe khỏe, tôi sẽ làm show karaoke. Bà con tin không? Tôi ngồi nói chuyện vậy nè. Là chính con mèo khoái lắm. Nó chạy ra nó coi tôi nói chuyện rồi, kiểu như nó có năng lượng á. Mà khi mà tôi bật karaoke lên hát, tụi nó còn vui vẻ hơn nữa. Kiểu như nghe được tiếng của chủ. Mà hát karaoke kiểu như có nhạc vô rồi vừa nghe tiếng chủ, tụi nó vui, vẻ lạ thường. Mà phải là tiếng của tôi nha. Chứ tiếng của Phương hay tiếng ai là lạ là tụi nó sợ. Là tụi nó sẽ bị xì chết. Mà nó nghe cỡ 5-10 phút sau thì nó bình thường lại. Chứ mỗi lần mà nghe mấy người lạ làm hát karaoke là tụi nó hơi căng thẳng. Muốn hết căng thẳng phải chờ 5-10 phút nó biết à đây chỉ là bài nhạc thôi. Còn một mình tôi hát karaoke là tụi nó vui, có năng lượng, nhảy cà tưng. Đó, ý là mình nói chuyện với con quỷ này nè, thấy không? Tao đâu có nói chuyện với mày. Không biết chừng nào giọng tôi nó mới ổn lại. Mà tôi nghĩ chắc kéo dài cỡ 2 tuần quá. Đúng rồi đó, tao thấy mẹ cho tao. Nó quýnh chó xong nó dòm tôi. Giờ mình có la nó không? Giọng. Trời ơi con dòi nó giống như là vệ sĩ con Khế luôn. Hãy Khế đi đâu rồi là đều có dòi đòi đi ra. Nó chỉ cần ra dòm cái nó vô cũng được. Ngon nhọn. Muốn lại gần chủ. Con đại ca là gần chủ để nịnh. Không ai bắt nạt đại ca. Còn con nhỏ là gần chủ để mà chủ bảo vệ. Nhưng con Khế đâu có bảo vệ được nhiều. Nó chỉ bảo vệ khi nào con nào quýnh con nhọn mạnh quá. Như con khè quýnh bạo quá thì nó quýnh khè thôi. Chứ con Khế nó cũng thương đại ca, nó không quýnh đại ca đâu. Nó nhọn. Chỉ có con vẽ là chịu chơi với mày. Nhưng mà con vẽ nó chặn gây. Nó gặp con Khế thì cái mặt lớn mặt nhỏ. Chứ nó không có làm dữ như Khế. Con dòi cũng vậy. Hình như con vẽ nó có linh tính. Nó biết con nào hiền nên chơi, con nào dữ không nên tiếp xúc. Mà tại sao nó quýnh đại ca dữ ta? Đại ca đâu có dữ lắm đâu. Cái con dữ là con khè với con miêu. Mà nó thấy con khè với miêu nó ghét như con quạo thôi. Mà nó lại vượt đại ca nhiều nhất. Có thể biết đại ca nó ỉ mấy con này ăn hiếp nè. Mà con khè cũng ỉ gì. Sao tao quýnh con nhỏ không trời? Biết con nhỏ yếu đuối nè, dễ quýnh. Với nhỏ là kẻ thù của mẹ nó nữa. Khế đi đâu cũng có hai ánh mắt dõi theo. Đâu chịu vô. Ê, hồi bữa tôi cho tụi này vô canh nút bạc nè. Con khè bước vô, con Khế không cho vô, đuổi ra ngoài nghe. Cứ hãy mà đưa con khè vô lặng Khế chửi ra ngoài. Liên tục 3 lần vậy. Còn cái lo nó phản tôi nha bà con. Tôi mở cái lo lên, tính bật livestream canh lên 1 triệu subscribe. Mở nửa chừng cái nó tắt. Nó vô duyên lắm. Bởi vì mở điện thoại mà nhạc không ra hồn ra vía gì hết. Tại mình đâu có chuẩn bị tinh thần sẵn mình tải nhạc điện thoại đâu. Chiếu nhạc ở bên này thôi, điện thoại khác. Tự nhiên cái lo nó tắt rồi không kịp vậy trơn, phải mở điện thoại kia nhạc sầm sàm không. Như cái bữa livestream trực tiếp cái subscribe là bị bể show đó. Nghiệp quá trời. Hình là còn được nồi vẽ. Xa lạ mà vẫn đối xử tốt với mày. Còn cái tem của mày tem già không? Khế với dòi thuộc dạng mèo già. Mà trong đây mày già nhất trong đám. Rồi, nghỉ ngơi đây.